Đứa nào ngủ trễ? Đứa nào ngủ trễ? Ngủ trễ ăn 5 5 cái vô đít. Đít bên phải 5 cái, đít bên trái 5 cái. Ok. Ok. Rồi 5 cái, quất. 1 2 3 4 5. Nợ không? Nợ không? Muốn nợ không? Nợ không? Đây đây đây. Là út liền. Này bằng chứng là ba bạo lực với em nè. Bạo lực luôn. 5 cái đó. Tại vì gì? Ngủ trễ. Ngủ trễ là sao? Hư là 5 cái cho đích. 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Ngày mai ngủ sớm nha. Không thôi, cù lét. Cù lét, cù lét, cù lét. Ba cù lét em cả. Cù lét nha. Được không? Được không? À, cứ đạp tôi hoài vậy. Đạp đi vốn hả? Hả? Đạp đi vốn hả? Đi vốn không? Giờ sao? Đi ngủ đi nha. Đi ngủ không? Rồi phun mưa cái gì? Mới mưa, đang mưa. Khói phun. Nha. Phun gì cho phun hoài à? Hả? Hả? Sao? Sao? Nói chuyện gì? Nói đi. Nói đi. Mẹ ăn hiếp tôi không? Mẹ ăn hiếp không? Mẹ có ăn hiếp không? Mẹ có la gì không? Hả? Có ai tự thú gì không? Hả? Tự thú gì không? Cái gì? Cái chuyện chung mỏ hay chi? Tre hả? Ai cho tre? Muốn tre tre hả? Chân cứ đạp hoài vậy? Hả? Làm sao? Làm sao? Nhìn nhìn tôi là tôi đang nói chuyện là đang nói chuyện nè, không gì mới quay nè. Sao chung mổ, chung mổ con tôi luôn. Chung mổ con tôi luôn. Chung mổ đi. Ba chú là chúa chung mổ ấy. Hồi nhỏ là chúa chung mổ ấy. Nè, hư nè. Buồn ngủ chưa? Bé không? Bé buồn ngủ nha. Được không? Hả? Sao? Thấy cái phim rồi không?